Thưa quý vị khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sau Mỹ và Liên minh châu Âu, Canada hôm qua thông báo sẽ áp các mức thuế cao đối với xe điện, thép và nhôm nhập từ Trung Quốc. Động thái này nhằm hạn chế sự cạnh tranh mà phương Tây cho là không lành mạnh của Trung Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết kể từ ngày 1 tháng 10, xe điện Trung Quốc khi nhập khẩu vào Canada sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 100% vào mức thuế nhập khẩu cơ bản hiện tại là Mức thế này áp dụng cho tất cả các loại xe điện từ Trung Quốc, bao gồm cả xe của hãng xe Tesla của người Mỹ nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Theo Hải quan Canada, so với năm 2022, năm ngoái lượng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc qua cảng Vancouver, cảng lớn nhất ở Canada, đã tăng 460%. Tình hình này bắt buộc Ottawa phải có các động thái nhằm bảo vệ ngành xe điện nội địa, ông Trudeau tuyên bố. Trung Quốc đã tự cho mình những lợi thế một cách không công bằng trên thị trường thế giới, đe dọa đến các ngành công nghiệp nội địa và việc làm tại Canada. Ngoài xe điện, trong thông báo hôm qua, chính phủ Canada cũng cho biết từ ngày 15 tháng 10 tới, thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 25%. Tại cuộc họp ra soát tình hình xuất khẩu vào hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Park Seong-TS cho hay Nước này đang ghi nhận xuất khẩu của nước này đang tăng cao nhất trong số 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Theo báo cáo tính tới tháng 7 năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 10 tháng liên tiếp, cán cân thương mại thặng dư 14 tháng liên tục. Thặng dư lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 đạt 26,8 tỷ đô la Mỹ. Trong số các mặt hàng xuất khẩu hàng công nghệ thông tin bao gồm chip bán dẫn, trong tháng 7 đạt 102,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước xuất khẩu ô tô và máy móc thông thường đạt lần lượt 42,4 tỷ và 31,1 tỷ đô la Mỹ đều là mức cao kỷ lục. Tổ chức Thương mại Thế giới trước đó cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt trội so với mức tăng 4,7% của Trung Quốc và 1,8% của Mỹ. Giá hàng hóa tại các cửa hàng ở Vương quốc Anh giảm trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm kể từ tháng 10 năm 2021. Giá hàng hóa giảm chủ yếu do doanh số bán quần áo và đồ gia dụng giảm. Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen IQ Đơn vị biên soạn dữ liệu công bố hôm nay cho biết giá hàng hóa tại cửa hàng đã giảm 0,3% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% vào tháng 7, giá hàng hóa phi thực phẩm giảm 1,5%, mức giảm lớn nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá thực phẩm tăng 2%, chậm lại so với mức 2,3% trong tháng 7 và đánh dấu mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ông Mai Waskin, giám đốc bộ phận bán lẻ của Nielsen IQ lưu ý Lạm phát giá ở cửa hàng đã giảm nhiều vì nhiều nhà bán lẻ phi thực phẩm vẫn tiếp tục khuyến mãi do thời tiết khó lường, các nhà bán lẻ thực phẩm đưa ra nhiều đợt giảm giá để giúp thúc đẩy doanh số trong mùa hè. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua thông báo sẽ giải ngân 820 triệu đô la Mỹ cho Ai Cập trong khuôn khổ chương trình cho vay mở rộng trị giá 8 tỷ đô la Mỹ. IMF cho biết các điều kiện kinh tế vĩ mô ở Ai Cập đã được cải thiện từ đợt đánh giá đầu tiên và thứ hai của chương trình cho vay vào tháng 3 năm nay. Đồng thời IMF đánh giá hiện áp lực lạm phát tại Ai Cập đang dần giảm, tình trạng thiếu hụt ngoại hối đã được giải quyết và các mục tiêu tài chính đã đạt được. Tuy nhiên, IMF vẫn cảnh báo môi trường khu vực vẫn còn khó khăn và những thách thức về chính sách đòi hỏi chính phủ Ai Cập phải hành động quyết liệt. Công ty công nghệ máy tính IBM có trụ sở tại Mỹ ngày hôm qua thông báo đóng cửa bộ phận nghiên cứu và phát triển R&D tại Trung Quốc, sa thải hơn 1.000 nhân sự. Bộ phận R&D của Trung Quốc gồm phòng nghiên cứu phát triển và phòng thí nghiệm hệ thống sẽ bị đóng cửa. Nhân viên tại hai phòng này đã không thể truy cập mạng nội bộ của công ty từ cuối tuần trước. Thông báo đóng cửa bộ phận R&D và sa thải nhân viên được phía IBM đưa ra vào hôm qua cho rằng sự điều chỉnh là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Công ty nhấn mạnh các điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến việc hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc. IBM cũng chuyển sang tập trung phục vụ các doanh nghiệp tư nhân và các tập đoàn đa quốc gia tại Trung Quốc. IBM giảm quy mô hoạt động tại Trung Quốc giữa lúc cạnh tranh gây gắt giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngày càng gây gắt, đe dọa đến việc kinh doanh của công ty. BDD, công ty mẹ của nền tảng bán lẻ trực tuyến Temu, ngày hôm qua cảnh báo tình trạng cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường thương mại điện tử và nhu cầu tiêu dùng yếu tại Trung Quốc có thể làm giảm thu nhập của công ty trong vài tháng tới. Theo báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 công bố hôm qua, doanh thu của BDD tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, lên 97 tỷ nhân dân tệ, tương đương 13,4 tỷ đô la Mỹ. Lãi ròng của công ty tăng 144%, đạt 32 tỷ nhân dân tệ, trong báo cáo công ty đưa ra dự báo không mấy khả quan đối với tình hình kinh doanh trong thời gian tới, cho rằng tình hình cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực thương mại điện tử, khiến nguy cơ sụt giảm lợi nhuận là không thể tránh khỏi. Dự báo này khiến cổ phiếu công ty giảm 28,51% trong phiên giao dịch hôm qua, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2022. BDD hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như TikTok và Alibaba. Hai nền tảng này đang nhắm đến các phân khúc khách hàng chuộng giá rẻ mà BDD vốn thống trị. Ngoài ra, công ty cũng phải đối mặt với làn sóng phản đối của những nhà bán hàng tại Trung Quốc, cho rằng công ty áp đặt các hình phạt không công bằng, chèn ép, khiến họ khó kiếm lợi nhuận. Vâng thưa quý vị, nhiều chỉ số chính trên thị trường chứng khoán thế giới giảm nhẹ trong phiên hôm qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư tăng kỳ vọng rằng lãi suất ở Mỹ sẽ sớm giảm. Trong khi đó, giá dầu tăng vọt khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Chốt phiên hôm qua tại Phú Quân, chỉ số NB500 giảm 0,32% và Nasdaq giảm 0,85%. Chỉ số MSCI World Index của các cổ phiếu trên toàn cầu giảm 0,2% xuống 829,64 điểm. Ông Ben Mark Millan, giám đốc và giám đốc đầu tư tại IDIT Insight ở Florida, cho rằng thị trường chứng khoán đang tiếp cận rất nhiều tin tức Rõ ràng là sắp tới có một đợt tăng giá sau bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm 23 tháng 8. Cùng cho rằng giới đầu tư đã nhìn thấy triển vọng phép hạ lãi suất, bà Lydia Bosso, nhà kinh tế cấp cao của công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Earn Young ở Mỹ, nhận định. Ông Powell không hề nhắc đến việc hạ lãi suất 0,25-0,5% hay không. Vì vậy, câu hỏi chính hiện nay là không biết Fed sẽ tiến hành như thế nào vào tháng 9. Trước cuộc họp của Fed vào tháng 9, các nhà hoạch định chính sách sẽ nhận được nhiều dữ liệu quan trọng hơn nữa. Chẳng hạn, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân BCE sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 8 hoặc báo cáo việc làm tháng 8, vân vân. Bà Lydia nhận định, Fed có thể sẽ tiến hành thận trọng và chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy mức giảm lãi suất 0,25%. Nhưng nếu chúng ta thấy triển vọng xấu đi đáng kể, nếu báo cáo việc làm tháng 8 khá yếu, tôi nghĩ Fed sẽ đưa ra mức giảm 0,5% ra thảo luận. Một thông tin khác rất được giới giao dịch chờ đợi trong tuần này là báo cáo tình hình kinh doanh của nhà sản xuất chip Nvidia được công bố vào ngày mai. Ông Skyler Westman, giám đốc đầu tư tại Regan Capital nhận định: "Tôi nghĩ Nvidia sẽ có một báo cáo tốt và chúng tôi nghĩ rằng về lâu dài thị trường chứng khoán nhận được tác động tốt." Một số nhà đầu tư lo ngại rằng bất kỳ dự báo nào không tốt từ Nvidia đều có thể phá vỡ đợt tăng giá của vô đối với các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo bao gồm Microsoft, Alphabet và Meta. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô tương lai Brent đóng cửa vì hôm qua tăng 3,05% lên 81,43 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô tương lai của Mỹ cũng tăng 3,5% lên 77,42 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng cũng tăng trong phiên hôm qua do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng. Vàng giao ngay tăng 0,31% lên 2.518,27 đô la Mỹ ao. Giá vàng tương lai ở Mỹ cũng tăng 0,28% lên 2.515,5 đô la Mỹ một ao. Thưa quý khán giả, Somali là một trong những quốc gia châu Phi có lực lượng lao động lớn ra nước ngoài làm việc. Nguồn kiều hối từ lực lượng này đang hỗ trợ rất lớn cho đất nước, trong khi những kỹ năng họ học được ở nước ngoài cũng được đánh giá cao. Bà Khadija Hassan làm phiên dịch tại Mogadishu, giống như nhiều người Somali khác. Bà có vài người thân ở nước ngoài, những người này thuộc cộng đồng người di cư, gửi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ về quê nhà mỗi năm. Bà Hassan cho biết một số người có anh em ở nước ngoài, những người khác có cha mẹ và một số là họ hàng thân thiết ở nước ngoài. Nếu anh trai tôi không đủ khả năng gửi tiền, tôi sẽ gọi cho chị gái tôi để được hỗ trợ khi cần thiết. Có nhiều người Somalia nhận được hỗ trợ từ người thân làm việc ở nước ngoài giống như tôi. Trong khi phần lớn các gia đình nhận tiền từ người thân ở nước ngoài như một khoản phụ cấp thì cũng có nhiều gia đình ở Somalia phụ thuộc vào kiều hối để trang trải nhu cầu lương thực, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Bà Hassan cho biết Hiện tại tôi làm việc để tự nuôi bản thân và tôi chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ từ anh em khi có trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng. Các nhà phân tích kinh tế nhấn mạnh rằng ngoài hỗ trợ tài chính, dưới hình thức kiều hối về quê nhà, người Somali ở nước ngoài cũng đưa kiến thức và kỹ năng về nước góp phần xây dựng đất nước, chuyên gia Yusuf Oma cho biết. Điều tốt nhất của người Somali di cư ra nước ngoài là học hỏi kiến thức từ chuyên gia và công nghệ phù hợp với nhu cầu của người Somali, đó là nguồn tài nguyên của Somali. Các chuyên gia cho rằng để người Somali ở nước ngoài có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước, chính phủ nên hỗ trợ họ trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế. Các chuyên gia cũng cho rằng bản thân người Somali cần không ngừng học hỏi. Chuyên gia Yusuf Omar nói thêm, Những người ra nước ngoài cần có công việc ổn định, nguồn thu nhập ổn định. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích họ học tập, tự trau dồi các kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Cục di trú thuộc Bộ Ngoại giao Somalia đang tiến hành đánh giá về số lượng cũng như tay nghề của người Somalia ở nước ngoài để có biện pháp hỗ trợ. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đắk Lắk. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.